Hôm nay tôi nhận được một cái câu nói rất là hay các bạn. Cái câu nói này tôi muốn chia sẻ cho các bạn vào cái ngày buổi sáng, như là don't be too critical of others. Don't be too critical of others nghĩa là đừng có quá khắt khe với người khác. Ok. Và cái chữ khắt khe này nhiều khi nó rất là mắc cười các bạn, thấy không? Tại vì chúng ta không muốn người ta khắt khe với mình, nhưng mà chúng ta lại rất là dễ xét nét nè, rất dễ đánh giá, rất dễ đưa ra cái quan điểm của mình dành cho người khác, nhưng mà lại không nhận ra được cái điều đó. Đó là cái problem, đó là cái vấn đề, là mình không nhận ra được cái điều đó. Có thể là mình có những cái tiêu chuẩn sống của mình, cái giá trị sống của mình, cái quan điểm sống của mình, cái mình tin là đúng và cái mình tin là không đúng. Nhưng mà đó là cái thế giới của mình. Cái thế giới của mình nó đúng trong thế giới của mình, nhưng mà chưa chắc nó là đúng trong cái thế giới của người khác. Cái quan điểm ngày hôm nay, bạn cho là đương như vậy là đúng, ngày mai nhiều khi nó trở thành nó sai thì như thế nào? Thì lấy cái cớ gì mà chúng ta lại xét nét người này, xét nét người kia? Don't be too critical to others. Don't be too critical to others là một câu nói rất là hay đó, để nhắc nhớ mình á. Thế giới này nó cần phải có rất là nhiều sắc màu nó khác nhau. Nó phải có những cái gam màu như vậy, nó mới làm cho cái cung bậc của thế giới này nó đẹp. Nó làm cho cuộc sống của chúng ta nó tươi vui hơn. Nó làm cho cái hệ sinh thái mà nó chạy xung quanh mình á, nó đa dạng để làm gì? Để mỗi người chúng ta gặp nó có một cái câu chuyện đặt lên trên cái hành trình của mình. Mỗi câu chuyện chúng ta tham gia vào nó trở thành một phần của cái quá khứ, cái hành trình chúng ta đã đi qua, và nó lấp vào cái hành trình để cho chúng ta có thêm những cái câu chuyện, có thêm những cái trải nghiệm, có thêm những cái gì để chúng ta có thể hướng về tương lai sau này, ví dụ kể cho con, kể cho cháu, kể cho bạn, kể cho bè. Còn nếu tất cả mọi thứ đi theo một cái hướng, của mình, cái hướng mà thế giới nó phải là như vậy, cái hướng nó phải vận hành theo cái quan điểm của riêng mình ấy, thì bạn tưởng tượng một cái bức tranh nó chỉ có một cái màu một là ví dụ màu trắng hết, hoặc một cái màu đen hết, hoặc một cái màu xám hết, cái bức tranh đó nhìn nó buồn tẻ, nó tẻ nhạt chứ, đúng không? Và cái vấn đề quan trọng nữa là chắc gì cái quan điểm của bạn nó đã đúng. Có bao giờ bạn ngồi tự bạn nghĩ hỏi lại là ok, chất vấn lại bản thân mình đấy, ta nói như vậy có đúng hay không? Ta suy nghĩ như vậy có đúng hay không? Ta đánh giá người khác như vậy có đúng hay không? Ta có đang đúng hay không? Ta đang có đi đúng hướng hay không? Ta đang sai cái gì mà ta lại nói người khác là chưa đúng, chứ đừng nói là không đúng. Ok. Người ta hay nói một câu rất là hay là đến cả Chúa còn không phán xét mà, thì lấy gì tôi và bạn được quyền phán xét người khác? Ok. Cho nên là cái lần kế mà bạn định nói một ai đó một câu gì nó hơi khó chịu, định nghĩ về người ta thôi, chỉ cần nghĩ thôi, đừng nói nha, mà nó hơi quan điểm cá nhân một chút, nó hơi khó chịu một chút, nó hơi trách móc trách cứ một chút á, suy nghĩ lại trên hành trình của mình, trên cuộc đời của mình, có muốn người khác làm như vậy cho mình hay không?